Đền thờ Nùng Chí Cao được tọa lạc tại xóm Cốc Vương, xã Xúc Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Đền được xây dựng năm 1889 đến năm 1979. Do xảy ra chiến sự biên giới thì đền bị phá hoàn toàn năm 2001. Nhân dân trong xã đã đóng góp nên công sức xây dựng lại đền với quy mô nhỏ, diện tích khoảng 12 mét. Năm 2010, được sự đầu tư giúp đỡ của các nhà hảo tâm ở trong và địa phương ngoài tỉnh và sự đóng góp của bà con nhân dân địa phương, đền lại được xây dựng mới khang trang như ngày hôm nay. Theo truyền thuyết kể rằng, trước kia đền được dựng trên đỉnh núi Yên Ngưỡng, thuộc xóm Cốc Vương, cách vị trí hiện tại khoảng 500 mét về phía đông. Đây là ngọn núi có độ cao khoảng 300 mét. Hàng năm cứ vào Tết Thanh Minh, nhân dân trong vùng tổ chức lễ tế Nùng Chí Cao. Nùng Chí Cao là một nhân vật sử sống vào những năm đầu thế kỷ 11. Năm 1041, Nùng Chí Cao được nhà Lý sắc phong làm cho mục quản ngoan. Cao Bằng ngày nay cai quản một vùng đất rộng lớn bình yên cho nhân dân. Ông đã xây dựng được một sự nghiệp rộng lớn, lừng lấy, để lại không phai mờ trong sách sử cũng như trong tâm thức của nhân dân địa phương. Hình ảnh nửa thực nửa huyền thoại của Nùng Chí Cao đã in sâu trong tâm trí của các nhân dân tộc Nùng Tày. Có thể nói Nùng Chí Cao là người đại diện cho ý chí và sức mạnh của các nhân dân vùng cao chống lại ách ác thống trị. Tên tuổi của ông gắn bó với mảnh đất biên cương của Tổ quốc. Hình ảnh của ông vẫn in sâu trong tâm trí của nhân dân trong vùng. Để tưởng nhớ công lao của Nùng Chí Cao, nhân dân trong vùng khắp nơi ở các huyện Hòa An, Thông Nông, Quảng Uyên đều lập đền thờ suy tôn anh như một vị anh hùng tộc. Hàng năm cứ vào mùng 9 tháng Giêng âm lịch, bà con nhân dân Sóc Hà, du khách thập phương lại về vui xuân chảy hội giao lưu với mong muốn cầu phúc, cầu lộc, cầu an cho mọi người sức khỏe an khang thịnh vượng.